Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình JavaScript được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Xin chào các bạn. Đây là video đầu tiên trong loạt các video hướng dẫn học lập trình JavaScript. Như các bạn biết thì JavaScript hiện tại đang là một ngôn ngữ khá là phổ biến hiện nay. Nó được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các nền tảng. Đó. Và tôi cảm thấy là đây là một ngôn ngữ có xu hướng được sử dụng nhiều trong tương lai. Có thể là nó sẽ thay thế bởi một số ngôn ngữ hiện tại. Đấy là theo cái đánh giá của tôi. Đó. Và các nền tảng, các framework của JavaScript cũng ngày càng nhiều. Phải kể đến đó chính là một sự đột phá khi mà React Native ra đời, một nền tảng để mà build ứng dụng cho mobile. Đó. Và JavaScript nó được đánh giá là một trong những ngôn ngữ có cái tốc độ xử lý, cái performance rất là tốt cho mọi nền tảng luôn. Và ngày xưa thì khi mà mới học JavaScript thì các bạn thường nghĩ đến là làm nó ở trên client side. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. JavaScript bây giờ có thể ứng dụng ở trên mọi nền tảng như là server hay là mobile, rồi nhiều nền tảng khác nữa. Đó. Ngoài ra thì nó được ứng dụng khá là nhiều trong nền tảng Internet of Things. Nếu các bạn để ý một chút thì các bạn sẽ thấy là JavaScript cũng được ứng dụng trong cái nền tảng Internet of Things. Ok, thì ở bài học này tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn những cái tổng quan của JavaScript và những cái nền tảng mà nó đang hỗ trợ. Thì cái nền tảng đầu tiên mà chúng ta phải kể đến đó là client side. Thì đại diện cho client side thì tôi xin phép được đưa ra ba cái đại diện lớn, đó chính là Vue.js, Angular và React.js. Ngoài ra thì còn rất nhiều các nền tảng dành cho client side nữa, frontend như là jQuery, Ember.js, Knockout.js, Sentra.js, rất nhiều các nền tảng khác. Đó, ba cái đại diện này là ba cái đại diện phổ biến nhất hiện nay. Đó, và trong đó Vue.js thì được đánh giá như là một ngôi sao mới nổi. Nó đang rất là hot. Thì đây là ba đại diện dành cho client side, nó dành cho frontend web. Một cái nền tảng tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là nền tảng về server side. Thì chúng ta có một đại diện chính là Node.js, một trong những cái ngôn ngữ server side khá nổi tiếng hiện nay. Khi mà các bạn xây dựng một cái ứng dụng lớn đòi hỏi cái performance cao thì lựa chọn hàng đầu vẫn là Node.js. Đó. Và Node.js cũng được xây dựng 100% từ JavaScript. Tiếp theo đó chính là nền tảng để xây dựng cho mobile app. Thì cái đại diện mà tôi đưa ra ở đây đó chính là React Native. Đây chính là một cái nền tảng được xây dựng bởi Facebook. Đó. Và nó đang được ứng dụng rất rộng rãi hiện nay. Nó được ứng dụng vào tất cả những cái dự án dành cho phát triển ứng dụng mobile. Đó. Thì qua đây các bạn thấy là JavaScript nó đang được ứng dụng cho đa nền tảng, cho tất cả các nền tảng khác nhau. Và đây là một ngôn ngữ tuyệt vời cho những bạn lựa chọn theo con đường full stack. Thì nó là một trong những lựa chọn số 1. Đó. Thì ở bài học này tôi chỉ đưa ra những cái tổng quan về JavaScript để các bạn thấy được là nó có thể làm được những gì. Và từ đó các bạn có những cái định hướng cho việc học của mình. Đó. Định hướng cho cái con đường của mình sẽ theo full stack hay là chỉ đi theo mobile, server, backend. Đó. Thì ở video này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.